Sau khi đã qua bài mở đầu giới thiệu về môn hệ thống học thực vật, hôm nay chúng ta vào bài thứ hai của môn học. Như chúng ta đã nói ở phần giới thiệu, nội dung học của chúng ta gồm có 6 chương, thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào chương thứ hai, tức là cơ sở phân loại, định danh và danh pháp thực vật. Trong chương này, chúng ta sẽ nói về các nội dung về hệ thống phân loại và danh pháp của thực vật, về nguyên tắc đặt tên, phê chuẩn tên khoa học, về nguyên tắc viết tên khoa học, cũng như là nguyên tắc định danh thực vật. Như chúng ta đã thấy, thế giới thực vật thì vô cùng phong phú. Nói một cách chính xác hơn là giới thực vật bên cạnh là cái giới động vật, thì thực vật là một thế giới vô cùng phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều hình thái khác nhau. Trong một thế giới quá đa dạng như vậy, chúng ta cần phải có một sự sắp xếp hợp lý, chặt chẽ để phân loại, phân nhóm các nhóm sinh vật vào một trật tự phù hợp. Ví dụ như trên hình đây, chúng ta có nhiều loài động vật khác nhau, thì làm sao sắp các con vật đó vào các ngăn này. Các con vật giống nhau nhất, có tính tương tự nhau nhất thì nằm chung một ngăn. Và làm sao những loài sinh vật mà gần gần giống nhau thì nằm ở những ngăn gần nhau. Việc sắp xếp này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Giả sử như chúng ta sẽ gặp những trường hợp, chúng ta sẽ gặp những loài vật chúng ta không biết sắp nó vào ngăn nào, bởi vì có thể nó giống cả ngăn ở bên phải, nhưng nó cũng có thể nó tương tự một phần nào đó ở ngăn bên trái. Vậy thì nó có thể nằm ở ngăn nào là hợp lý? Phân loại học nói chung sẽ gặp nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Cũng giống như thế giới động vật, thế giới thực vật vô cùng đa dạng phong phú, chúng ta cũng có nhu cầu sắp xếp các nhóm thực vật vào những trật tự phù hợp. Việc sắp xếp như vậy là nội dung chính của phân loại học, với từ tiếng Anh là taxonomy. Phân loại học đã được định nghĩa đó là một khoa học liên quan đến việc đặt tên, việc sắp xếp các sinh vật thành các nhóm dựa trên các đặc tính tương tự nhau giữa các sinh vật và dựa trên lịch sử tiến hóa của chúng. Thì đó là một định nghĩa về phân loại học. Và định nghĩa này thì cũng không có gì phức tạp. Tuy nhiên, về cơ sở, chúng ta cũng phải nắm chi tiết về nó. Khái niệm thứ hai, chúng ta nói là taxon. Thế thì từ taxonomy ra thuật ngữ là taxon. Taxon được quy định là một đơn vị phân loại, và đơn vị này nó có thể dùng cho bất kỳ cấp nào. Nó là một thuật ngữ dùng chung, nó có thể dùng ở cấp độ loài, cũng thể dùng cấp độ họ hoặc chi, đều có thể dùng cái khái niệm là một taxon. Từ taxonomy và taxon, chúng ta lại có một thuật ngữ xuất hiện trong những năm gần đây, đó là taxonomic. Taxonomic là các phương thức tiếp cận sử dụng các công cụ phân tích hiện đại trên cơ sở phân tích sinh học phân tử và phân tích dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu lớn, nhằm để khám phá, để nhận diện, để mô tả, để phân loại các sinh vật, trong đó có thực vật. Taxonomic này là một lĩnh vực xuất hiện sau, nó tận dụng các tiến bộ mới nhất của sinh học hiện đại cũng như khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề trong phân loại học. Thứ tư, chúng ta nói về một khái niệm hết sức cơ bản. Khái niệm này nói về cái đơn vị cơ bản của sinh vật, đó là loài. Loài tiếng Anh là species. Thông thường chúng ta đã nói rất là nhiều về loài. Vậy một loài là như thế nào? Thực sự khái niệm về loài tương đối là phức tạp. Có rất nhiều khái niệm về loài khác nhau dựa trên những góc nhìn khác nhau của các ngành khoa học khác nhau. Ví dụ như các nhà chuyên môn về giống, các nhà chuyên môn về nghiên cứu hình thái, các nhà chuyên môn nghiên cứu về sinh thái học, các nhà nghiên cứu chuyên môn về gen, hoặc các nhà nghiên cứu chuyên môn về tiến hóa, các nhà nghiên cứu chuyên môn về phả hệ, hoặc các nhà nghiên cứu mang tính tích hợp. Mỗi một nhóm các nhà khoa học lại đưa ra những khái niệm khác nhau về loài. Mỗi nhóm đưa ra những định nghĩa về loài, tuy không khác biệt nhau quá nhiều, tuy nhiên mỗi một nhóm như vậy lại chú tâm hơn vào những lĩnh vực chuyên môn mà họ tìm hiểu. Tuy nhiên, đối với chúng ta sẽ sử dụng một khái niệm về loài tương đối mang tính kinh điển nhất. Vậy loài thực vật là gì? Loài thực vật là nhóm các thực vật mà ở mức độ rộng lớn nhất, các thực vật này có sự tương đồng với nhau về các đặc tính, mà giữa các cá thể của hai giới tính khác nhau ở trong cái nhóm này, chúng có thể lai tạo và sản sinh ra thế hệ tiếp theo, và thế hệ tiếp theo thì hữu thụ. Một trong những điều cơ bản chúng ta phải hiểu về khái niệm này, như vậy sinh vật trong cùng một loài có nghĩa là những sinh vật đó chúng có thể lai tạo với nhau và sản sinh ra thế hệ con cháu, và thế hệ con cháu của chúng phải là những thế hệ con cháu hữu thụ, chứ không phải con cháu bị dị tật hoặc là có những lệch lạc về di truyền. Cũng như chúng ta biết, nhiều thế hệ con lai xa thì chúng không có khả năng sinh sản hữu tính ở các thế hệ tiếp theo. Như vậy, dù có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm loài, tuy nhiên khái niệm loài ở đây về mặt giới tính, chúng phải sản sinh ra được thế hệ kế tiếp, và thế hệ đó phải hữu thụ, tức là phải sinh sản tiếp tục cho những thế hệ tiếp theo. Ta nhìn ở hình đây là một hình tương đối đặc biệt. Trong hình này chúng ta thấy có mẹ gà và con vịt. Liệu có phải vịt này do mẹ gà này sanh ra hay không? Chúng ta biết trường hợp mà những con vịt được chăm sóc bởi một
mẹ gà như thế này là bởi vì con người ta đã đánh lừa để con gà mẹ khi ấp trứng đã ấp những quả trứng vịt, và những quả trứng vịt đó sau khi nở ra thì đương nhiên nó sẽ sinh ra con vịt. Vấn đề là gà mẹ chưa nhận biết được quả trứng nở ra đó sinh ra là con của chúng hay là vịt con. Do đó, mẹ gà vẫn tiếp tục chăm sóc các con vịt con này. Và đương nhiên không thể có chuyện gà có thể sinh ra vịt, bởi vì gà với vịt là hai loài khác nhau, và hai loài khác nhau thì không thể sinh ra được những thế hệ tiếp theo. Dĩ nhiên sau này chúng ta sẽ gặp một số ngoại lệ, tuy nhiên cơ bản chúng ta sẽ chấp nhận với định nghĩa về loài như vậy. Và hình ảnh này nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm loài. Tiếp theo chúng ta nói về khái niệm định danh. Định danh tiếng Anh là identification. Định danh là tập hợp các kỹ thuật nhằm xác định tên của một thực vật cụ thể chưa biết tên thông qua việc sử dụng các chìa khóa định danh để đối chiếu với các loài hay các nhóm thực vật đã được xác định tên cũng như là đã xác định được các đặc điểm trước đó. Thì đây chúng ta lưu ý, định danh nó được khu trú trong việc là chúng ta sẽ xác định tên một cái đối tượng nào đó nằm trong số những loài hoặc các nhóm thực vật mà trước đó đã được xác định về tên hoặc xác định đặc điểm rồi. Còn trong trường hợp xác định một đối tượng thực vật mà trước đó phân loại học hoặc khoa học thực vật chưa hề biết về nó là một loài mới hoàn toàn, thì công việc đó lại mang một tính chất khác, nó nằm ngoài khuôn khổ của việc định danh. Và những công việc như vậy chúng ta sẽ nói ở cái phần cuối cùng của chương học này. Trong khái niệm về định danh lại có một khái niệm là chìa khóa định danh. Chúng ta có thể hình dung một hình ảnh mang tính tượng trưng, đây là một người khi muốn xác định danh tính của một loài thực vật thì người này có thể sẽ tra cứu với các loài đã biết, đã được đề cập trong một cuốn sách mô tả trước đó, và người ta sẽ so sánh dựa trên các chìa khóa định danh đó. Và cái việc so sánh đối chiếu thông qua các chìa khóa định danh đó sẽ giúp để xác định được tên của loài thực vật này. Liên quan đến khái niệm chìa khóa định danh, chúng ta cũng có thể liên hệ với hình ảnh phía bên tay phải. Đây là giấy chứng minh nhân dân của người Việt chúng ta. Làm sao để công an xác định được danh tính của một người thì chúng ta biết trên chứng minh nhân dân đều có những khu vực thể hiện các biểu hiện cụ thể của một cá nhân, ví dụ như các vân tay, ví dụ như các mã số được công an đặt ra theo một hệ thống chặt chẽ, hoặc các mã vạch đã được quy định một cách thống nhất trong cả nước. Chưa kể, chúng ta đều biết trong chứng minh nhân dân đều sẽ có những mô tả một số chi tiết đặc điểm của một cá nhân, ví dụ như vị trí của nốt ruồi hoặc các vết sẹo ở trên gương mặt. Thì chúng ta biết rằng việc xác định danh tính của một cá nhân dựa trên những thông tin đó và vân tay, các miêu tả vị trí của nốt ruồi, vết sẹo, rồi các mã số, các mã vạch đây đều có thể tương đồng với các chìa khóa định danh ở thực vật. Khoa học phân loại sẽ đưa ra các chìa khóa định danh là những đặc điểm chuyên biệt có sự khác biệt cao giữa các đối tượng thực vật khác nhau. Để dựa vào đó, khoa học định danh có thể làm cơ sở xác định danh tính của một đối tượng thực vật. Trong phân loại học nói chung cũng như khoa học thực vật nói riêng, danh tính của một thực vật cũng như đặc điểm thông tin của một loài thực vật luôn luôn phải gắn liền với một mẫu vật được lưu trữ một cách kỹ càng ở trong bảo tàng thực vật. Chúng ta sẽ nói đến khái niệm mẫu lưu đại diện, ở đây tiếng Anh là typification. Mẫu lưu đại diện này là các mẫu thường ở dạng mẫu ép khô và nó được lưu giữ để làm chuẩn mực cũng như làm tài liệu gốc cho công tác phân loại. Liên quan đến vấn đề mẫu của một nhóm đối tượng thực vật cũng có nhiều khái niệm nhỏ đi kèm theo. Đầu tiên là khái niệm holotype. Holotype là mẫu chính thức của chính tác giả. Ở đây chúng ta hiểu tác giả đây là tác giả phát hiện, mô tả đối với một loài thực vật hoặc một nhóm thực vật nào cụ thể. Các mẫu này đã được các tác giả thu thập, sau đó lưu giữ trong ấn bản miêu tả gốc, và mẫu đó cũng được cất giữ trong bảo tàng thực vật. Ở đây chúng ta lại có khái niệm về bảo tàng thực vật từ tiếng Anh là herbarium. Chúng ta sẽ coi những hình ảnh minh họa ở những slide tiếp theo. Đó là khái niệm về loại mẫu là holotype. Tiếp theo sẽ có khái niệm là isotype. Isotype là bản sao, nó tương đồng với cái mẫu holotype phía trên, và mẫu này được thu thập cùng thời điểm, cùng khu vực với mẫu holotype. Vì nó là bản sao nên có thể nó không được lưu giữ trong bảo tàng. Thì đó là cái sự khác biệt giữa cái mẫu isotype và cái mẫu holotype. Tuy nhiên nó vẫn có giá trị, bởi vì là trong một số trường hợp nào đó thì người ta cũng sẽ sử dụng cái mẫu isotype này để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Loại mẫu tiếp theo được gọi là lectotype.
Mẫu lớp thứ hai là mẫu tiêu bản thực vật cũng đã được sử dụng làm cơ sở cho việc miêu tả trong ấn phẩm xuất bản công bố của nhóm tác giả. Tuy nhiên, mẫu này không phải là mẫu đã được lưu giữ trong bảo tàng thực vật. Nó cũng khác với mẫu Isotime là có thể mẫu này nó đã được thu thập ở một cái thời điểm khác với thời điểm thu thập mẫu Halotime. Dạng mẫu tiếp theo là mẫu Paratime. Paratime cũng là loại mẫu tương đồng với mẫu Halotime nhưng nó lại thu thập ở một khu vực kế cận với khu vực mẫu Holotype. Thì chúng ta biết rằng trong tự nhiên thì điều kiện sinh thái, vị trí địa lý nó có thể ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái của thực vật. Do đó, một mẫu thu thập ở một khu vực khác có thể có những biến đổi nhất định nào đó. Mặc dù trong trường hợp của mẫu Paratime được thu thập ở khu vực ngay kế cận khu vực mẫu Holotype, tuy nhiên giá trị của nó không thể tương tự 100% như mẫu Holotype được trong các trường hợp ở trên. Tuy nhiên, mẫu Neotime là mẫu tương đồng và nó đã được thu thập trong trường hợp mà các loại mẫu nguyên bản đã bị thất thoát hay là hư hỏng. Việc thu thập này có thể là thu thập sau, có thể là sau thời gian ngắn hoặc là sau thời gian rất là lâu. Chính vì vậy, cái khả năng mà nó khác biệt với cả mẫu gốc ban đầu, tức là mẫu Holotime, rất là cao. Chính vì vậy, mặc dù có thể sử dụng nó, tuy nhiên trong phân loại học thì giá trị của mẫu Neotime nó cũng đã bị giảm đi rồi. Đây chúng ta cũng chỉ nói tới những loại mẫu cơ bản nhất, thì chúng ta thấy rằng là như vậy trong phân loại học thì mỗi loài thực vật đều phải gắn liền với một mẫu được bảo quản lưu giữ và các mẫu này có tầm quan trọng rất là cao. Chính vì vậy nó có một sự phân nhóm, phân loại rất là kỹ càng như chúng ta vừa nói ở trên. Sau khi đã nói về các loại mẫu lưu giữ khác nhau thì chúng ta coi cái hình ảnh của một cái bảo tàng thực vật, tức là một cái herbarium. Trong hình là bảo tàng thực vật của Đại học Cambridge danh tiếng, và chúng ta thấy trong các ngăn kệ đây được sắp xếp các mẫu tiêu bản gốc. Như chúng ta thấy, công việc trong bảo tàng thực vật là một công việc công phu và khoa học, bởi vì việc sắp xếp vị trí các mẫu tiêu bản cần hết sức chặt chẽ và khoa học để đảm bảo phục vụ cho công tác nghiên cứu một cách hiệu quả nhất. Đây là các chuyên gia của Đại học Cambridge và tất cả các chuyên gia này đều có học vị tiến sĩ. Đối với một số người, có thể chúng ta nhìn thấy công việc này, chúng ta cảm nhận đó là một sự nhàm chán. Tuy nhiên, đối với những người, người ta đã chọn lựa cái công việc này, người ta đã làm nó với một cái sự đam mê lớn và luôn luôn thực hiện công việc với những nụ cười. Còn đây là những cái mẫu cụ thể đó. Và chúng ta coi trong kệ này nó được sắp xếp các cái mẫu tiêu bản được đặt trong những cái tấm bìa, bởi vì mẫu bên trong là những mẫu khô, nó được ép dẹp trong những tấm bìa như vậy. Ngoài mẫu, đương nhiên mỗi mẫu phải được ghi chú một cách chi tiết, cẩn thận. Tên mẫu, ngày thu thập mẫu, vị trí thu thập mẫu. Ví dụ như chúng ta thấy, nhìn ngoài vị trí ghi bằng chữ thì còn có vị trí trên bản đồ. Chúng ta thấy ở góc bên tay phải đây là có những vị trí chấm đỏ, đó là vị trí mà mẫu này đã được thu thập. Ngoài ra, các mẫu đều phải có những mã số để phục vụ cho công tác thống kê cũng như sắp xếp một cách chặt chẽ nhất. Đó là một số khái niệm cần thiết trong lĩnh vực phân loại cũng như là định danh thực vật. Nhìn lại, chúng ta thấy thực vật là một thế giới vô cùng phong phú cả về màu sắc, về chủng loại, về hình dạng, về những đặc tính khác nhau. Với một thế giới thực vật quá phong phú và đa dạng như vậy, làm sao để sắp xếp, làm sao để tạo ra một cái hệ thống chặt chẽ để làm được điều đó, thì phân loại học bao trùm để giải quyết vấn đề. Bên cạnh phân loại học cũng là công tác đặt tên cho thực vật. Phân loại học thực vật không chỉ cần đối với sinh học hiện đại mà nó đều đã được loài người từng bước phát triển cùng với thời gian. Con người đã có nhiều hình thức phân loại sơ khai khác nhau. Những hình thức phân loại sơ khai có thể là dựa trên những đặc điểm quần cư của thực vật. Trên cơ sở những đặc điểm quần cư này, có thể người ta sẽ phân ra là thực vật ở trên cạn, thực vật thủy sinh, tức là thực vật sống ở dưới nước, rồi thực vật khí sinh là những thực vật không sống dưới đất, cũng không sống ở nước mà lại sống ở trên cao, có thể là mọc bám vào các cây khác, chỉ nằm ở trên cao thôi, ví dụ như một số loài lan, hoặc những thực vật phát triển ở vùng ven biển, những khu vực ngập mặn, đó là khái niệm về thực vật mangrove, hoặc những thực vật mọc ở các khu vực đồng cỏ, đó chúng ta có khái niệm là các thực vật savan. Rồi người ta cũng thể phân loại dựa trên tuổi thọ hoặc chu kỳ sống của thực vật. Trên những yếu tố này, người ta có thể phân ra là thực vật hàng niên hoặc thực vật đa niên. Rồi người ta cũng thể phân loại dựa trên các khác biệt về hình thái, như ví dụ như khác biệt về thân cành, thì lúc đó sẽ phân ra là những nhóm cây, ví dụ cây thân thảo,
cây thân gỗ, cây thân bụi. Rồi dựa trên những đặc điểm của hạt thì người ta sẽ phân ra là cây 1 lá mầm, cây 2 lá mầm. Rồi đi sâu hơn nữa có thể người ta phân biệt vào cái sự hiện diện của mạch dẫn ở trong cơ thể. Thì lúc đó là phân là những loại thực vật có mạch dẫn và thực vật không có mạch dẫn. Có nhiều hình thức phân loại sơ khai như vậy. Tuy nhiên các hình thức phân loại như này đều còn nhiều khiếm khuyết và rất khó để người ta có thể đi chuyên sâu để khai thác tiềm năng của thế giới thực vật. Những kiểu phân loại như vậy nó sẽ dẫn tới tạo ra những lúng túng khi phát hiện ra một cây mới lạ. Giả sử như một người nào đó người ta phát hiện ra một đối tượng thực vật mới, có lẽ người ta cũng sẽ rất lúng túng để không biết sắp xếp loài thực vật mới phát hiện này vào nhóm nào cho phù hợp nhất. Tất cả các hệ thống phân loại sơ khai như vậy nó đều thể hiện những khiếm khuyết. Trong thực tế, đối với nhiều loài thực vật, loài người có thể đã biết tới và đặt tên cho chúng. Tuy nhiên, các tên thông dụng như vậy nó lại không mô tả được chính xác một loài. Với cái tên đó cũng có thể dẫn đến một số nhầm lẫn hoặc hiểu lầm ở những người khác do tính chủ quan của con người. Rồi cũng thể do những sự phân loại như vậy thì các cái tên cây nó trở nên dài dòng, nó thiếu tính hệ thống và nó khó nhớ. Ở đây chúng ta hiểu là khó nhớ với người lạ. Cái người đặt ra tên thì có thể người ta nhớ. Tuy nhiên là một người lạ khi được giới thiệu một cái tên nào đó mà một cái tên nó mang tính địa phương nhiều quá hoặc là nó mang tính chủ quan nhiều quá thì có thể đối với người lạ sẽ vô cùng khó và nhớ được về nó. Và với những kiểu phân loại và đặt tên như vậy thì sẽ rất khó có thể quốc tế hóa tên gọi của chúng. Như chúng ta đã biết, ngày nay chúng ta vẫn dùng thuật ngữ gọi là thế giới phẳng. Có nghĩa rằng là con người ngày nay có thể hoạt động theo một cách nào đó gần như trên khắp quả địa cầu. Tuy nhiên, gắn liền với một thế giới phẳng như vậy thì cũng cần đi kèm với việc quốc tế hóa, thống nhất hóa các thuật ngữ cũng như là tên của các loài cây, các loài thực vật. Việc tên các loài thực vật lộn xộn, thiếu tính hệ thống cũng là một cản trở lớn trong công tác nghiên cứu và khai thác tiềm năng của thực vật. Trên bảng chúng ta coi 4 cái ví dụ khác nhau. Nếu chúng ta nhìn vào tên gọi địa phương của các loài thực vật này, ví dụ như góc bên tay trái, đây loài thông này được gọi là thông năm lá Đà Lạt, thì tên này gồm có 5 chữ. Người ta biết nó là cây thông rồi, nhưng phải gọi cây thông này là cây thông năm lá để phân biệt với những loài thông khác chỉ có 3 lá, rồi lại phải thêm địa danh Đà Lạt vào để phân biệt với những cái loại thông 5 lá khác nhưng lại phát triển ở những khu vực khác, có những đặc tính khác. Như vậy, với cách đặt tên thiếu hệ thống thì tên gọi của thực vật có xu hướng càng ngày càng dài ra và có thể dẫn tới rất là nhiều sự lủng củng và lộn xộn. Bên tay phải chúng ta một loài cây được gọi là giáng hương quả to, thì tên này cũng có 4 chữ và người ta phải gọi như vậy. Có chữ quả to đây để phân biệt với một loại cũng là giáng hương, nhưng mà giáng hương có cái kích thước quả nhỏ hơn. Đối với hoa, chúng ta cũng sẽ gặp những trường hợp tên rất là dài. Đây chỉ là ví dụ, còn vô vàn những trường hợp khác mà có những tên có thể còn dài hơn. Ví dụ loài góc bên tay trái đây gọi là Hạc Vĩ Thiên Cung Đài Loan, hoặc loài phía bên tay phải đây gọi là Hoàng Thảo Thủy Tiên Đương Hương. Thì những tên này chắc chắn là khó nhớ, chưa kể rằng là không phải tất cả mọi người đều thống nhất với tên này. Sẽ có thể là mỗi khu vực khác cùng là sử dụng tiếng Việt, nhưng mỗi khu vực có thể, hoặc là mỗi nghệ nhân có thể lại đặt tên những cái giống lan này với một cái tên khác nhau. Chúng ta cũng sẽ thấy lúng túng, lộn xộn với nhiều trường hợp, với một số cây hết sức thông thường. Ví dụ như cùng một loài cây ở đây, nhưng ở các tỉnh phía Nam sẽ gọi cây đó là cây mè, nhưng ở phía Bắc thì lại gọi cây đó là cây vừng. Rất may mắn rằng với sự có mặt của phân loại thực vật thì đối tượng cây này chỉ còn một tên duy nhất, đó là Sesamum indicum. Hoặc trường hợp của một đối tượng cũng vô cùng quen thuộc với chúng ta thì ở phía Bắc thường gọi tên là ngô, nhưng các tỉnh phía Nam thì lại gọi là bắp. Sự không nhất quán đó đã được giải quyết bằng việc sử dụng tên khoa học. Chỉ có một tên khoa học duy nhất đối với đối tượng này, đó là Geamai. Hoặc có những trường hợp phức tạp hơn, ví dụ trong trường hợp này một đối tượng mà có đến 3 cái tên, ví dụ như người ta cũng thể gọi là cây dứa, cũng thể gọi là cây thơm, cũng thể gọi là cây khóm. Tuy nhiên, để thống nhất lại, tên khoa học nó chỉ có một tên duy nhất, đó là Ananas comosus, dùng cho toàn thế giới. Việc không nhất quán đối với tên thường gọi không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà cũng xảy ra ở các ngôn ngữ khác. Ví dụ như cùng một đối tượng là cây cacao, tuy nhiên đối với tiếng Anh người ta cũng thể gọi cây cacao là cocoa, hoặc người ta cũng gọi là cacao. Tuy nhiên đối tượng này tên khoa học nó chỉ có duy nhất một tên, đó là Theobroma cacao. Hoặc có những đối tượng mà sự không nhất quán của nó xảy ra cả Việt Nam và những
ngôn ngữ khác. Ví dụ như chúng ta có đối tượng là cây đậu phộng và lạc là một cây. Bản thân tiếng Anh cũng vậy, người ta cũng không nhất quán. Người ta có thể gọi là peanut hoặc người ta gọi là groundnut. Và những sự thiếu nhất quán đó đã được giải quyết bằng cách đặt tên khoa học chỉ còn một tên duy nhất là Arachis hypogea, dùng cho cả thế giới. Khi đã thống nhất được rồi thì tên khoa học trở nên có một vị trí quan trọng, bởi vì nó là một cái tên cụ thể và chính xác nhất để phân biệt giữa các đối tượng khác nhau. Trên bảng chúng ta có một cuốn sách về thực vật, và chúng ta thấy rằng các loài thực vật này người ta đều bắt đầu với tên khoa học gọi là tên Latin của chúng. Ví dụ như ở đối tượng cây đánh số là 1549 đây thì tên khoa học là Nicotinana tabacum, đây chính là cây thuốc lá. Cây kế cận số 1550 là Nicotinana rustica, thì đây là tên của cây thuốc lào. Và sang đến số thứ tự 1551 thì đó là cây capsicum annuum, đây chính là cây ớt. Và cây tiếp theo là Lycopersicon esculentum, đây chính là cây cà chua. Và chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của tên khoa học nó tạo ra sự thống nhất lớn hơn và giúp chúng ta thuận tiện hơn trong công tác nghiên cứu và tìm hiểu về thực vật. Nhờ việc phát triển của hệ thống tên khoa học như vậy, thành ra chúng ta thấy trong một bài báo đăng năm 2018 đây, khi ở Việt Nam chúng ta các nhà thực vật học phát hiện ra một số loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Vũ Quang ở tỉnh Hà Tĩnh, thì rất là nhanh chóng người ta sẽ có được tên khoa học thống nhất của chúng. Ngay cả trong trường hợp tên địa phương chưa tồn tại thì tên khoa học cũng đã được chỉ ra rồi. Ví dụ như đây chúng ta thấy cái rẻ Vũ Quang người ta phải đặt trong ngoặc kép, bởi vì trên thực tế thì cũng chưa ai gọi như vậy cả, người ta cũng chỉ đặt một cách chủ quan vậy thôi, thành ra là tên này phải được đặt ở trong dấu ngoặc. Tuy nhiên tên khoa học của chúng đã được đặt, đó là Lithococcus vuquangensis. Cùng với loài đó, bốn loài khác cũng đã được đặt tên, ví dụ như Camellia vuquangensis, Camellia hatinensis, Vaismedia vuquangensis và Trigonobalanus verticillata. Có được một hệ thống thuận tiện hơn như vậy, phần lớn đã được nhờ công của Kakline. Kakline đã đưa ra hệ thống phân loại 7 cấp sau khi đã tìm hiểu và phân nhóm các thực vật dựa trên đặc điểm về hình thái, đặc biệt là dựa trên các đặc điểm của cơ quan sinh sản cũng như là quá trình sinh sản của thực vật, để ông phân loại các cái nhóm thực vật này. Phân loại học thực vật hiện đại dù đã phát triển thêm những kỹ thuật mới dựa trên những phân tích về phả hệ hoặc dựa trên những kỹ thuật về sinh học phân tử hết sức hiện đại để hỗ trợ cho công tác phân loại một cách chi tiết và chính xác hơn. Tuy nhiên, hệ thống phân loại của Linné vẫn được coi là cơ sở và vẫn được duy trì và tôn trọng cho đến ngày nay. Các Linné được coi là cha đẻ của phân loại học. Nói ngoài lề đây, chúng ta cũng thấy tại sao cá nhân ông lại có mấy cách viết tên khác nhau như vậy. Chúng ta biết rằng Kakline khi xây dựng hệ thống phân loại của ông đều đã dựa trên ngôn ngữ Latin. Chính vì vậy tên ông cũng đã được Latin hóa, tương tự như cách ông đã Latin hóa tên của các loài thực vật. Vậy trong hệ thống phân loại gồm 7 cấp do Linné đề xuất gồm những cấp nào? Thì cấp rộng lớn nhất trong hệ thống này đó là giới. Chúng ta hiểu đây là giới thực vật, nó là một cái đối trọng với giới động vật. Thì bản thân giới thực vật và giới động vật thì là một cái tập hợp rất là rộng lớn. Chính vì vậy, giới là ở cái mức độ cao nhất. Dưới giới là gì? Dưới giới sẽ là ngành, và dưới ngành sẽ là lớp, và dưới lớp thì là bộ, và dưới bộ thì là họ, và dưới họ thì là chi, và dưới chi thì là loài. Đây là hệ thống cơ bản gồm 7 cấp độ như vậy, và trong hệ thống này thì loài là ở cấp thấp nhất. Do đó, loài chính là đơn vị cơ bản của phân loại. Đó cũng là lý do tại sao khi nói về các khái niệm, chúng ta phải nói về khái niệm loài, bởi vì loài là một đơn vị cơ sở. Do đó, nó nên được quy định một cách chặt chẽ để làm cơ sở cho một hệ thống hoàn thiện. Chúng ta coi ví dụ ở hình bên tay phải. Ở đây chúng ta có một loài hoa hồng là loài Rosa gallica. Thì nhưng ta thấy đây, loài thì nằm trong chi, và đây loài hoa hồng Rosa gallica thì nằm trong chi, là chi hoa hồng, tức là chi Rosa theo tiếng Latin. Và chúng ta thấy đây, chi hoa hồng gồm có rất nhiều loài hoa hồng khác nhau, với kích thước hoa khác nhau, màu sắc hoa khác nhau. Và chi hoa hồng thì nằm trong họ hoa hồng là Rosaceae. Và trong họ hoa hồng, ngoài cây hoa hồng, chúng ta thấy còn những loài cây khác có cái sự khác biệt đáng kể so với loài hoa hồng. Tuy nhiên, nó vẫn thuộc về chung một họ. Và họ hoa hồng Rosaceae lại nằm trong bộ hoa hồng ở đây. Thì cái sự khác biệt trong bộ còn lớn hơn nữa, bởi vì bộ là cái cấp độ phân loại cao hơn. Cái số cá thể trong bộ này lớn hơn rất nhiều so với họ. Do đó, cái sự phong phú đa dạng của cá thể trong một họ thì lớn hơn. Ví dụ trong hình này, người ta thấy bộ hoa hồng thì có 18.000 loài, còn họ hoa hồng chỉ có 3.500 loài thôi. Và bộ hoa hồng thì nằm trong lớp thực vật hai lá mầm,
Như chúng ta thấy đây thì lớp thực vật hay lá mầm thì lại là một nhóm đa dạng và phong phú nhiều loài hơn nữa. Và lớp thực vật hai lá mầm lại nằm trong ngành thực vật hạt kín. Và đối với ngành thực vật hạt kín thì chúng ta thấy là cái số cá thể nó rất là nhiều hơn nữa. Và ngành thực vật hạt kín thì chỉ nằm dưới cái mức phân loại cao nhất, đó chính là giới. Như vậy, hệ thống phân loại cơ bản do Linnaeus đề xuất vào năm 1753, ông là tác giả của cuốn sách đây, được xuất bản năm 1753, thì hệ thống phân loại đó ông chỉ đưa ra gồm có 7 cấp, gồm có giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi và loài. Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn thì người ta lại muốn phân loại kỹ hơn nữa, là dưới loài lại cần có những sự phân loại chi tiết hơn, hoặc cũng có thể cần cái sự phân loại giữa các cái bậc trung gian trong số 7 bậc mà như Linnaeus đã đề xuất. Như vậy, ngoài cái hệ thống phân loại cơ bản gồm 7 cấp như vậy, còn những cấp trung gian là những cấp như thế nào? Thì ở đây có thể liệt kê ra một số cái cấp phân loại trung gian. Ví dụ như chúng ta có thể gặp cái cấp trung gian là phân lớp. Phân lớp tức là cái lớp trung gian nó nhỏ hơn lớp, tức là cái cấp độ thứ 3, nhưng mà lớn hơn bộ, tức là cấp độ thứ 4. Thì cái đó gọi là phân lớp. Hoặc là cấp độ là phân bộ. Phân bộ tức là cấp độ nhỏ hơn bộ nhưng mà lớn hơn họ, tức là nằm ở giữa cấp độ thứ 4 với cấp độ thứ 5. Rồi chúng ta có phân họ. Phân họ tức là nhỏ hơn họ nhưng mà lớn hơn chi, tức là nằm giữa cái cấp độ thứ 5 và thứ 6. Tuy nhiên, giữa cái cấp độ thứ 5 và thứ 6 chúng ta thường gặp hơn nữa, đó chính là tông. Tông thì nhỏ hơn phân họ, nó cũng nằm giữa cấp độ thứ 5 và cấp độ thứ 6, nhưng mà nó còn nhỏ hơn phân họ, nó nằm trong phân họ và nhỏ hơn phân họ. Và giữa cấp độ thứ 6 với cấp độ thứ 7 cũng có thể chia ra làm những cấp độ nhỏ hơn, ví dụ như là nhánh hoặc là loạt. Cái này thì có thể là chúng ta ít gặp hơn. Chúng ta lấy ví dụ như trong trường hợp ở họ Poaceae, tức là họ hòa thảo, thì chúng ta có những phân họ, rồi chúng ta có những liên tông, và ở đây có trong đó thì có các tông và bản thân, ví dụ như tông tre là Bambusii, thì trong tông tre lại còn chia ra làm các phân tông, bao gồm 9 phân tông nhỏ hơn. Ví dụ này cho chúng ta thấy rằng là phân loại học kể từ thời của Carl Linnaeus luôn luôn có sự phát triển, và trong nhiều trường hợp cần đến những sự phân loại chi tiết hơn, phân ra một số cấp độ nhỏ hơn so với hệ thống nguyên bản gồm 7 cấp độ như được đề xuất ban đầu bởi Carl Linnaeus. Ví dụ như trong trường hợp của 6 loại hoa hướng dương đây, thì chúng đều thuộc về loài Helianthus annus. Và về mặt phân loại thì đây chúng ta có thể đọc thấy loài hoa hướng dương về mặt phân loại sẽ nằm ở trong các bậc phân loại như thế nào. Hơn nữa, trong loài hướng dương lại còn những nhóm giống khác nhau, tức là những cấp độ phân loại nhỏ hơn loài. Ở đây các loại hướng dương này đều có màu sắc khác nhau, mặc dù chúng ở cùng một loài thì phân loại học cũng đã chia các loài này thành các cấp độ nhỏ hơn. Và đây chúng ta có thể thấy loài hướng dương lại được chia ra làm các cấp độ phân loại dưới loài như được thể hiện ở trên bảng này. Trong trường hợp của cây hoa hướng dương, chúng đều thuộc về một loài, nhưng trong trường hợp của đối tượng cây đinh lăng, như chúng ta thấy ở ba chậu cây ở đây, thì thực chất mặc dù tên thường gọi chúng ta đều gọi đây là cây đinh lăng, nhưng ba cây đinh lăng này lại thuộc về ba loài khác nhau. Ví dụ như loài ở phía bên tay trái đây, thì đây là loài đinh lăng lá nhỏ, nhưng ở cây bên phải đây, mặc dù tên thường gọi cũng gọi là đinh lăng, nhưng chúng lại thuộc về một loài khác. Rồi cây ở giữa đây lại thuộc về một loài khác. Như vậy chúng ta thấy có một sự chênh lệch giữa các tên thường gọi với tên khoa học, và tên khoa học đã giúp minh định và phân biệt một cách rõ ràng hơn, tránh những sự nhầm lẫn không đáng có, và những điều đó sẽ giúp cho chúng ta khai thác được thế giới thực vật một cách hữu hiệu hơn. Về tên gọi của các cấp phân loại này cũng đều được có các quy định. Ví dụ như đối với phân lớp thì phần kết thúc của tên phân lớp sẽ là idea như ghi chú ở đây, hoặc tận cùng của một bộ thì sẽ là chữ alet đây, và tận cùng của phân bộ sẽ là inie đây. Tuy nhiên, thông thường chúng ta sẽ cần phải nhớ rõ nhất đó là tận cùng của một họ sẽ là AC đây. Đây là dấu hiệu để chúng ta nhận biết đó là tên của một họ thực vật. Ví dụ như chúng ta có chi hoa hồng là Rosa thì họ hoa hồng là Rosaceae. Chúng ta nhớ nhận biết dấu hiệu 4 chữ AC này để biết đó là tên của một họ. Còn bộ hoa hồng thì là Rosalae và phân lớp hoa hồng là Rosidae. Cách đặt tên các cấp phân loại có những quy định như vậy, và chúng ta cần ghi nhớ, đặc biệt thông dụng nhất chúng ta phải nhớ đó là cấu trúc để đặt tên một họ như trong khung này.